Rồi, chào mấy em nha. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em môn giáo dục công dân lớp 12, bài 1, pháp luật và đời sống. Đầu tiên chúng ta sẽ đi vào cái sườn của cái bài. Cái sườn của bài thì có cái mục 1 khái niệm về pháp luật. Đầu tiên là khái niệm pháp luật. Rồi, các đặc trưng của pháp luật. Đấy. Pháp luật thì khái niệm là bao gồm hệ thống các quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hành và được đảm bảo thực hiện bằng quyền lực của nhà nước. Còn các đặc trưng của pháp luật thì pháp luật có tính quy phạm phổ biến này, tính quyền lực bắt buộc chung, tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức. Mục 2 thì bản chất của pháp luật. Bản chất của pháp luật thì đây là phần giảm tải. Và nó đã bỏ hoàn toàn cái mục này. Mục 3, mối quan hệ giữa pháp luật với kinh tế, chính trị, đạo đức. Trong cái mục 3 này thì nó đã giảm tải phần mối quan hệ với kinh tế và chính trị. Nó chỉ còn mối quan hệ giữa pháp luật với đạo đức mà thôi. Đó. Còn cái mục 4 thì vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội. Nó có hai vai trò cơ bản. Pháp luật là phương tiện để nhà nước quản lý xã hội. 2. Pháp luật là phương tiện để công dân thực hiện và bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của mình. Như vậy thì với một cái bài và nội dung như thế này thì mấy em sẽ học trong bao lâu? Nhưng sẽ có một cách chúng ta chỉ học trong 5 phút, có thể 3 phút. Đối với những em nhanh nhạy như vậy thì làm sao chúng ta có thể học trong một thời gian ngắn như thế mà có thể làm chủ một bài. Rồi, cái hay của cái môn giáo dục công dân á, thì nó sẽ có từ khóa so với những môn khác thì không có. Như vậy thì chúng ta sẽ biết được từ khóa thì chúng ta sẽ học tốt được một bài. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy được một điều rằng khái niệm pháp luật thì từ khóa nó nằm ở đâu. Chúng ta sẽ nắm cái từ này, quy tắc xử sự. Như vậy thì cái từ này khi mà nó ra và đập vào trong đầu chúng ta thì chúng ta sẽ biết ngay đó chính là khái niệm pháp luật. Rồi đặc trưng của pháp luật thì chúng ta có 3 đặc trưng: tính quy phạm phổ biến này, quyền lực bắt buộc chung, rồi tính xác chặt chẽ về mặt hình thức. Còn nói về bản chất của pháp luật thì phần giảm tải hoàn toàn. Chúng ta nên nhớ, cái nào học thì chúng ta nên nhớ và nắm. Còn cái nào không học thì chúng ta hãy bỏ qua nó đi, đừng thèm để ý tới nó. Còn mục 3, mối quan hệ giữa pháp luật với kinh tế, chính trị và đạo đức. Như vậy thì phần kinh tế và chính trị đã bỏ rồi. Như vậy thì chúng ta trong mối quan hệ thì chúng ta chỉ nhớ rằng pháp luật của đạo đức mà thôi. Còn vai trò thì nó có hai cái vai trò cơ bản. Một là quản lý xã hội. Đấy, đây là từ khóa. Thứ hai, từ trong cái vai trò này đó là quyền lợi và lợi ích. Đó. Như vậy thì với những cái từ khóa này thì thầy có thể gom gọn lại như sau. Đấy. Khái niệm pháp luật. Vậy thì chúng ta chỉ còn nắm cái quy tắc xử sự và nhà nước. Vậy thì ở đây nhà nước là gì? Nhà nước thì chúng ta chia ra thành hai nhánh. Một là do pháp luật do nhà nước ban hành. Thứ hai là thể hiện bằng quyền lực của nhà nước. Vậy thì dựa vào cái từ khóa này và từ nhà nước nữa thôi thì chúng ta sẽ nắm được cái khái niệm của pháp luật. Còn đặc trưng, 3 đặc trưng. Đấy, tính quy phạm phổ biến, quyền lực bắt buộc chung, tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức. Vì thì tính phổ biến thì chúng ta nắm thêm ở chỗ là nó sẽ thể hiện ở nhiều lần, nhiều nơi đối với tất cả mọi người. Rồi quyền lực bắt buộc chung thì nó thể hiện bằng quyền lực của nhà nước. Ví dụ như là xử phạt, chế tài. Tính xác định chặt chẽ với hình thức thì được quy định rõ ràng, chặt chẽ. Pháp luật sẽ được hiểu một nghĩa tránh hiểu đa nghĩa mối quan hệ giữa pháp luật với đạo đức. Như vậy thì mục 2 đã bỏ rồi, bản chất. Còn mục 3 thì chúng ta chỉ biết rằng mối quan hệ giữa pháp luật với đạo đức mà thôi. Như vậy thì mối quan hệ giữa pháp luật với kinh tế, với chính trị chúng ta không thèm quan tâm nữa. Như vậy thì nói về mối quan hệ giữa pháp luật thì chúng ta chỉ biết rằng mối quan hệ giữa pháp luật với đạo đức. Đấy. Còn mục 4, vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội, thì chúng ta sẽ nắm như thế này. Nó có hai vai trò. Thứ nhất là đối với nhà nước, dùng để quản lý xã hội. Đối với công dân thì bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của mình. Đấy. Như vậy thì mấy em sẽ thấy một điều rằng cái bài pháp luật của đời sống thì với cái sườn như thế này, thì mấy em nhìn sang nội dung có phải là chúng ta học 5 phút hay không. Đối với em nhạy bén thì có thể là không đến 3 phút. Như vậy thì còn thêm nữa. Ngoài ra các em còn biết rằng hiến pháp do Quốc hội ban hành và là văn bản có hiệu lực pháp lý cao nhất. Hiến pháp hiện hành là hiến pháp 2013. Đấy, như vậy thì chúng ta chỉ biết thêm một vấn đề gì thôi. Như vậy thì với nội dung như thế này thì chúng ta có thể làm chủ được cái bài ở bài 1 pháp luật của đời sống. Như vậy thì chúng ta có thể làm trắc nghiệm được rồi. Và chúng ta nên nhớ thêm một cái vấn đề rằng học cái gì thì chúng ta biết cái đó, không học thì chúng ta hãy bỏ qua nó đi. Đây là những cái cơ bản của bài 1 và chúng ta cần phải nắm. Đấy, như vậy thầy lấy ví dụ thêm, chúng ta có thể làm vài câu trắc nghiệm như thế này. Ví dụ như câu 1, hệ thống các quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hành và được đảm bảo bằng thể hiện bằng quyền lực của nhà nước là. Đấy, như vậy thì chúng ta đã thấy cái gì đây em? Quy tắc xử sự. Như vậy thì đây có phải là khái niệm hay không? Đáp án đó là dễ không em? Tiếp tục câu 2 nha. Rồi, pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hành và được đảm bảo thực hiện bằng. Ở đây chúng ta có một cái từ khóa là quy tắc xử sự. Ở đây nó đã có pháp luật rồi. Như vậy thì phần bên kia đó là gì mấy em? Đó chính là quyền lực nhà nước. Đấy. Như vậy thì như cái phần nội dung của bài học thì chúng ta chỉ biết rằng quy tắc xử sự và nhà nước. Và nhà nước đó thể hiện bằng quyền lực. Câu 3. Nội dung nào sau đây không phải là đặc trưng của pháp luật? Như vậy thì chúng ta còn nhớ rằng đặc trưng của pháp luật thì nó có 3 cái đặc trưng. Còn nhớ không? Nếu em nào nhớ thì chúng ta sẽ nhớ. 1 là nó thể hiện tính quyền lực bắt buộc chung, tính quy phạm phổ biến, tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức. Như vậy thì cái còn lại là không phải đặc trưng của pháp luật, tính nhân văn. Đấy, như vậy thì quá dễ vậy. Rồi, tới câu 4. Đây, nó hỏi là vai trò của pháp luật đối với công dân. Như vậy thì ở phần nội dung hồi nãy thì chúng ta đã nói rằng pháp luật có hai vai trò. Một là đối với nhà nước thì dùng quản lý xã hội. Còn cái này nó hỏi là vai trò của công dân thì bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Như vậy thì đáp án là B, phải không? Đấy. Như vậy thì trong cái bài 1 pháp luật và đời sống thì chỉ có những vấn đề như vậy thì chúng ta đã làm chủ được rồi. Như vậy thì chúng ta có thể làm bài trắc nghiệm ở những câu khác cũng được chứ mấy em. Như vậy thì nếu mà em thấy cái bài của thầy chia sẻ học rất dễ thì chúng ta có thể cho thầy một thích và đăng ký, và nhớ bấm chuông để xem cái bài tiếp theo nghe mấy em.